MeTuMe nha, hôm nay MeTuMe nhận được một cái cao đàn là bị chết cái màn hình này. Đây là màn hình zin chính hãng nha, mình mở ra rồi đây. Thì mình test 2-3 lần, nó cắm ra cắm vô nó vẫn hiện như thế này. Thì đây là biểu hiện của một cái màn hình bị hư. Thì khi mà chúng ta khởi động lại thì chúng ta chỉ thấy những cái sọc thôi, những cái sọc không lên được cái màn hình, không thể hiển thị lên được cái màn hình. Thì mọi người kết luận đây là màn hình bị hư nha mọi người. Thì mọi người có thể thay cái màn hình khác vào. Ví dụ như mình thay một cái màn hình của mình vào thì nó sẽ lên liền. Đó, mình sẽ thay cái màn hình của mình vào nha, nó sẽ lên liền. Đó, màn hình nếu mà mua ở MeTuMe thì sẽ thay rồi sẽ lên giống như vậy. Đó, đây là mình cắm sóng, tại vì mình có kinh nghiệm rồi mình có thể cắm sóng như vậy. Các bạn rất là không nên cắm như thế này nha. À, từ đó là đừng có, trước mình cắm kiểu này rất nguy hiểm nha. Mình chỉ cần sai một cái là nó chập, nó cháy mà đi cái màn hình này. Nó cháy ở đây thì nó cháy những cái nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà khi nó cháy màn hình này thì thay rất là cực. Thì đây là một cái màn hình mà mình sẽ bán cho khách hàng hoặc là thay. Thì mình khuyến kháo mọi người tới đây thay đi, chứ đừng có mua cái dòng màn hình này về. Mua về á, thì thứ nhất là mình sẽ không bảo hành, thứ hai là trên quá trình vận chuyển nó bị bể gì đó là chết mình mà chết các bạn nữa. Cho nên mình sẽ không bán cái màn hình này đi, mà chỉ thay tại công ty MeTuMe thôi, để bảo hành cho mọi người cho yên tâm. Bảo hành từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi nha mọi người. Mình không thể bảo hành màn hình lâu được, tại vì chi phí nhập cái màn hình này cũng khá là cao và nó rủi ro cũng rất là lớn. Thì mọi người cứ ăn may thôi, chứ bây giờ mình không có dám hứa là cái màn hình nhập về nó sẽ tốt hay là như thế nào, nhưng mà mình thấy là chất lượng nó y chang luôn rồi. Thì mình thay vào cho khách thì để mọi người đều hài lòng hết, và các bạn có thể thấy là màn hình này cũng chả khác gì màn hình chính hãng hết. Đó, chỉ khác nhau ở một số chỗ là màn hình chính hãng thì người ta có cái lớp đệm màu đen rồi, rồi vậy thôi. Mã sản phẩm thì các thứ đều giống như chang nhau hết, mà mình đảm bảo là chạy ổn định nha mọi người. Đó, đây mình test. Đó, sau khi mà các bạn gửi đàn về đây thì mình cũng cho các bạn ngồi test thoải mái trước khi đi mang đàn về, và mình chỉ bảo hành màn hình trong vòng mà từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thôi, chứ mình không dám bảo hành lâu. Thì màn hình là cái linh kiện nó rất là rủi ro, cho nên mình báo trước để mọi người gặp những cái trường hợp liên quan tới màn hình bị hỏng thì cũng nên biết rằng là phải thông cảm cho công ty mình nha. Vậy nha mọi người.